trải dài trên 1.500 km bờ biển, miền Trung đem đến những cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Bên cạnh những di sản về văn hóa, lịch sử uy nghi trầm mặc cùng năm tháng, thiên nhiên còn ưu ái dành tặng cho giải đất này những cánh rừng nhiệt đới đa dạng với những bãi biển hoang sơ và những bờ cát trắng trải dài đẹp đến nao lòng. Nói đến giải đất miền Trung, không thể không nhắc tới những con sông hiền hòa chảy quanh co uốn lượn như một dải lụa vắt ngang giữa lòng thành phố. Với những lợi thế về danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, con người nồng nàn, nhân hậu và đặc biệt là nơi có các di sản về văn hóa lịch sử nổi tiếng, mảnh đất miền Trung, Tây Nguyên đang là điểm đến đầy sức hấp dẫn đối với các du khách trong và ngoài nước. Tôi cũng rất vinh hạnh là cựu sinh viên của trường Cao đẳng Du lịch Huế. Hiện tại thì cũng đã 15 năm ra trường rồi. Tôi cảm thấy rất là hãnh diện về cái ngôi trường tôi đã học. Rất là nhiều kiến thức bổ ích đã hỗ trợ cho tôi đến thời điểm ngày hôm nay. Học ở dưới mái trường là được trang bị rất là đầy đủ kiến thức. Thứ nhất về kỹ năng nghe, kỹ năng viết và là thành thạo trong các kỹ năng giải quyết mềm. Từ những bài học của thầy cô trong trường và cộng với kỹ năng mà mình rèn luyện trong công việc, em hy vọng mình sẽ đi đến chặng đường thành công còn lại. Trường Cao đẳng Du lịch Huế ngày nay, tiền thân là trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Huế, được Tổng cục Du lịch Việt Nam thành lập ngày 28 tháng 10 năm 1999, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ra đời trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam lần đầu tiên đã vượt qua con số 2 triệu khách du lịch quốc tế. Việt Nam đang thực sự là điểm đến của thiên niên kỷ mới. Các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang nỗ lực thực hiện đề án, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch miền Trung, Tây Nguyên của chính phủ. Là cơ sở đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực du lịch đầu tiên của khu vực này. Chặng đường 20 năm có thể chưa dài, nhưng với trường Cao đẳng Du lịch Huế, 20 năm qua là một hành trình đầy nỗ lực và sáng tạo, cùng với sự đổi mới và thành công đã trở thành một địa chỉ tin cậy, một sự lựa chọn hàng đầu của hàng chục ngàn học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh và các doanh nghiệp du lịch trong cả nước. Trường Cao đẳng Du lịch Huế bắt đầu tuyển sinh và hoạt động từ năm 2000 với quy mô ban đầu mỗi năm tiếp nhận khoảng từ 300 đến 400 học sinh trung cấp và sơ cấp với các ngành nghề đào tạo gồm lễ tân khách sạn, kỹ thuật phục vụ bàn, bar, kỹ thuật phục vụ buồng, kỹ thuật chế biến, món ăn. Đến năm 2005 có thêm ngành mới là hướng dẫn du lịch. Năm 2007, trường được nâng cấp thành trường cao đẳng nghề theo quyết định số 1876 QĐ. Năm 2014, trường được vào nhóm 45 trường được chính phủ tập trung đầu tư để đến năm 2020 trở thành trường chất lượng cao, có 5 nghề đạt trình độ quốc tế. Năm 2017, thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp, trường đổi tên thành trường Cao đẳng Du lịch Huế như ngày nay. Trường có chức năng nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên, thực hiện các đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp, tổ chức trong cả nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp cho nhà trường gần 7.500 m2 tại số 4 đường Trần Quang Khải. Tổng cục Du lịch Việt Nam đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thông qua các dự án viện trợ của chính phủ Luxembourg, nên chỉ sau 2 năm thành lập, trường đã có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ khá đồng bộ và chất lượng, đảm bảo cho quy mô đào tạo từ 300 học viên. Những năm tiếp theo, trường vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các nguồn viện trợ từ Chính phủ Luxembourg, Hội đồng Châu Âu, EU. Đến nay, trường đã có 2 cơ sở với tổng diện tích đất 17.000 m2. Các cơ sở của nhà trường đều được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành thực tập của học sinh sinh viên theo các tiêu chí trường chất lượng cao. Với quy mô đào tạo 2.500 học sinh sinh viên năm, thực hiện mô hình trường khách sạn Hotel School. Trung tâm đào tạo thực hành khách sạn Villa Huế là một thiết chế quan trọng trong tiến trình phát triển của nhà trường. Giai đoạn 2000-2003 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho nhà trường khách sạn Thắng Lợi 20 Nguyễn Huệ để làm trung tâm đào tạo thực hành. Năm 2004, các dự án hỗ trợ tiếp theo của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Luxembourg đã đầu tư phát triển trung tâm tại địa điểm hiện nay, số 4 Trần Quang Khải, thành phố Huế. Năm 2005, trung tâm có 12 phòng ngủ và một số dịch vụ cơ bản. Đến năm 2015 đã được tăng quy mô lên 35 phòng ngủ. Số lượng dịch vụ bổ sung cũng được tăng thêm. Trung tâm đào tạo thực hành khách sạn Villa Huế mỗi năm tiếp nhận từ 8 đến 10 giảng viên luân phiên, vừa làm việc để cập nhật thực tế, vừa giảng dạy thực hành các nghiệp vụ, tiếp nhận khoảng hàng ngàn lượt học sinh sinh viên sang thực tế, học thực hành và thực tập nghề nghiệp. Trung tâm đào tạo thực hành khách sạn Villa Huế đã được đánh giá là mô hình thành công khá toàn diện, là hình mẫu được cơ quan phát triển của Chính phủ Luxembourg, Luxdev, sẽ thực hiện tại Myanmar và Lào trong các chương trình viện trợ giai đoạn 2018-2020. Song song với việc phát triển cơ sở vật chất, công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ đội ngũ 16 giảng viên ban đầu do dự án VIE002 tuyển chọn và đào tạo, đến nay đã phát triển lên 80 giảng viên cơ hữu, 20 giảng viên kiêm chức. Tất cả đội ngũ giảng viên và viên chức quản lý đều đạt chuẩn của trường chất lượng cao. Trên 70% có trình độ sau đại học và nghệ nhân quốc gia, vững tay nghề, thông thạo ngoại ngữ, có năng lực nghiên cứu khoa học. Từ buổi sơ khai ấy, đến nay tại trường đã có nhiều chuyên gia cấp quốc gia tham gia các hoạt động xây dựng chương trình đào tạo mới, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, xây dựng các bộ đề thi và giám khảo các kỳ thi tay nghề quốc gia, quốc tế. Từ năm 2008 đến nay, trường bắt đầu đào tạo bậc cao đẳng. Hiện tại đang đào tạo 10 nghề ở trình độ cao đẳng, 10 nghề trình độ trung cấp và hơn 13 nghề ở trình độ sơ cấp. Đồng thời, đang được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt hàng thực hiện chương trình đào tạo thí điểm 3 nghề chuyển giao từ nước ngoài ở trình độ cao đẳng, trong đó nghề quản trị khu resort và nghề hướng dẫn du lịch được chuyển giao từ Học viện Chin School, Australia. Nghề chế biến món ăn được chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức. Luôn kiên định mục tiêu chất lượng và trung thành sứ mệnh quang minh của mình, Trường Cao đẳng Du lịch Huế luôn cập nhật kiến thức mới trong giảng dạy, tìm hiểu yêu cầu mới của doanh nghiệp, mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp. Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy và đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất cũng như các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhờ vậy, chất lượng đầu ra của học sinh sinh viên ngày càng được cải thiện. Phần lớn, sinh viên của nhà trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm từ năm 2010-2015 luôn đạt trên 80%. Từ năm 2016 đến nay, con số này luôn trên 90%. Do chất lượng đào tạo tốt, trường luôn là địa chỉ tin cậy về cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch lớn có thương hiệu tại miền Trung và trong cả nước. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã cung cấp cho xã hội và doanh nghiệp hơn 14.600 lao động được đào tạo, trong đó hơn 8.300 tốt nghiệp các hệ đào tạo chính quy, 6.300 học viên đào tạo bồi dưỡng thường xuyên. Các học sinh, sinh viên, học viên của trường đã có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, đã và đang tích cực đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức và ngành du lịch Việt Nam. Đảng bộ hôm nay của trường được phát triển từ chi bộ với 11 đảng viên ban đầu. Trải qua 5 kỳ đại hội, Đảng bộ ngày càng phát triển vững mạnh với tổng số 56 đảng viên. Qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Đặc biệt đã chỉ đạo toàn trường thực hiện tốt đề án phát triển trường giai đoạn 2014-2020. Đến nay, hơn 90% chỉ tiêu nhiệm vụ đã về đích. Với những đóng góp tích cực đó, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 2010, Huân chương Lao động hạng nhì năm 2015 và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong năm 2019, Trường Cao đẳng Du lịch Huế được ngành du lịch Việt Nam vinh danh là một trong 5 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam. Chúng tôi thật sự ấn tượng khi chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của từng thế hệ sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế thực tập và được tuyển dụng làm việc tại khách sạn Indochine Plaza. Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo kỹ năng nghề và văn hóa kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nhằm cung cấp phần lớn nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Tôi rất cảm ơn sự hợp tác hiệu quả giữa Laguna với Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Các bạn sinh viên của trường đến đây đã có cơ hội làm việc trong môi trường tốt nhất của Laguna. Các bạn có trình độ và thái độ làm việc rất đáng trân trọng. Ở Laguna có đến 85% là khách nước ngoài. Các bạn đã đem đến khách du lịch nơi đây cảm giác trải nghiệm thật tuyệt vời về vẻ đẹp, nụ cười duyên dáng, dịu dàng của con người Việt Nam. Một trong những thay đổi căn bản trong 10 năm trở lại đây là nhà trường đã chuyển đổi triết lý đào tạo từ hướng cung sang hướng cầu. Doanh nghiệp du lịch là khách hàng mục tiêu, học sinh sinh viên là đối tượng phục vụ. Doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo của trường ngày một sâu hơn. Học sinh sinh viên là trung tâm của mọi hoạt động trong nhà trường. Yếu tố đạo đức, văn hóa và trách nhiệm xã hội được xem là nền tảng của công tác đào tạo. Chính điều đó đã tạo ra sự khác biệt và chính là thương hiệu của nhà trường mà mỗi học sinh sinh viên khi ra trường đã mang theo lợi thế đó để lập thân, lập nghiệp. Đối với em thì Trường Cao đẳng Du lịch Huế là một cái môi trường rất là năng động, không chỉ dành cho các cái giáo viên mà nó còn dành cho các bạn sinh viên với rất nhiều các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chính vì vậy mà em rất là tự hào vì mình là một cái giảng viên trẻ của trường, được đóng góp một phần công sức của mình vào việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhà trường, bởi vì nơi đây không những cho tôi có được một cái cuộc sống như ngày hôm nay, có được cái công việc làm ổn định, có thu nhập đủ để trang trải cho cuộc sống, mà còn cho tôi có được cái cơ hội được đi du lịch khắp nơi. Dạ, em mong ước được trở thành một hướng dẫn viên chuyên nghiệp và muốn đi ra ngoài nước để giới thiệu cho bạn bè thật nhiều về Huế và Việt Nam mình hơn. Em muốn công tác làm việc tại Laguna, Lanco. Ở đó em muốn cộng hiến những kiến thức của em đã học ở đây cho tại khách sạn đó. Và ước mơ của em sau này là được trở thành một quản lý bar trong một khu resort 5 sao. Cái đầu tiên mà chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi đã có một cái đội ngũ giảng viên nó rất là chuẩn và cũng được đào tạo rất nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài, và chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật những kiến thức thực tiễn đối với giảng viên bằng cách cho giảng viên đi về các doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động và cùng học tập để nâng cao trình độ. Thứ hai, chúng tôi cũng có một cái khách sạn thực hành và chúng tôi tổ chức đón khách, và khách sạn này cũng đạt cái tiêu chuẩn là khoảng 4 sao của chúng tôi thực hiện việc đón khách cũng như là đưa sinh viên thực tập, đưa giảng viên sang làm việc để luôn luôn cập nhật kiến thức thực tiễn và luôn luôn biết được những tình huống thực tế để cập nhật vào bài giảng. Cái việc thứ ba là chúng tôi cũng đã xây dựng rất là nhiều dự án để tăng thêm cái năng lực đào tạo về nhà xưởng, về trang thiết bị. Thì đến hiện nay chúng tôi có thể nói rằng là mặc dù chưa đáp ứng hết 100% cái nhu cầu đào tạo của nhà trường, nhưng mà trang thiết bị của chúng tôi được trang bị một cách đồng bộ và cập nhật được với các cái trường quốc tế cũng như là những cái đòi hỏi của các khách sạn cao cấp. Cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi cũng hết sức quan tâm và đến bây giờ chúng tôi cũng có thể là nói rằng là làm cũng khá là thành công, đó là chương trình đào tạo của chúng tôi thì được cập nhật hàng năm, và chương trình này cũng được tiếp nhận, cũng được nghiên cứu, đưa vào những cái yếu tố là của các cái trường ở nước ngoài mà gần giống với mình thì chúng tôi cũng đưa vào để ngày càng gần hơn với những cái chương trình của nước ngoài. Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch các tỉnh miền Trung Tây Nguyên nói riêng đang có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt sau khi có nghị quyết số 08 NQTU của Bộ Chính trị ngày 16 tháng 1 2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã công bố thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuẩn nghề du lịch MRA TV, MRA TV. Theo đó, lao động trong ngành du lịch sẽ được tự do dịch chuyển trong nội khối ASEAN. Điều đó cho thấy chặng đường phía trước đang mở ra những cơ hội và thách thức mới. Nhưng với sức vươn của tuổi 20, những nền tảng tích góp từ 20 năm đã qua và đặc biệt là truyền thống đoàn kết, gắn bó, tinh thần vượt khó, đổi mới, sáng tạo của bao thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, Trường Cao đẳng Du lịch Huế sẽ viết tiếp những trang sử vàng truyền thống trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho đất nước.